Ok. Mỗi năm khi mà sử dụng một chiếc flagship thì mình đều có những cái suy nghĩ như là năm nay làm xịn như vậy rồi, chắc là năm sau hết đất để mà cải tiến. Nhưng mà không, mỗi năm thì bằng một cách nào đó các hãng cứ thế nâng cấp lên một chút một chút một chút, để rồi tổng thể chúng ta lại có một chiếc máy nó xịn hơn. Và chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra này cũng không phải là ngoại lệ. Ai bảo rằng nó không đáng nâng cấp so với cả dòng Note 21 Ultra hay là dòng S21 Ultra thì mình nghĩ rằng là họ đã nhầm. Đây là một sự nâng cấp toàn diện của Samsung. Tất nhiên song song với đó là một vài những nhược điểm mà mình sẽ bàn đến trong video ngày hôm nay. Ok, bắt đầu với các thiết kế đi. Thì mới nhìn qua anh em sẽ thấy rằng nó khá tương đồng so với cả cái dòng Note 21 Ultra đúng không? Nhưng mà ở trên chiếc máy này nó có một sự thay đổi mà mình thấy rằng là cực kỳ tâm đắc. Đó chính là cái phần khung cạnh của máy. Ở trên cái dòng Note 21 Ultra ấy, thì cái cạnh của máy nó mỏng như là một cái sợi chỉ mong manh chạy dọc qua thân máy mà thôi. Còn khung của S22 Ultra ấy, nó làm dày hơn. Nó vòng xuống cả mặt dưới, nó vòng lên cả mặt trên. Nên là xét về phần nhìn thôi là đã có một cái cảm giác gì đó nó chắc cú hơn rồi. Cạnh của máy nó dày hơn, đồng nghĩa với việc là cái phần cạnh của màn hình ấy, nó cũng sẽ chỉ cong nhẹ một chút mà thôi. Nên là khi mà anh em cầm lên ấy, sẽ không có lo là cái phần thịt của tay nó bị chạm vào cái phần màn hình, hay là sợ cái màn hình nó cong quá, cầm rơi này nọ. Thực tế là nó cân bằng được cái độ sexy, độ sang. Nó sang không khác gì chiếc Note 21 Ultra cả. Nhưng mà song song với đó ấy, nó vẫn mang lại mới cảm giác cầm nắm là chắc chắn và sướng tay. Nói chung là nó không hy sinh đi vẻ đẹp để mà lấy cảm giác cầm nắm. Nó vẫn giữ lại được cả hai. Và đây là điều khiến cho mình cảm thấy rất là thích ở trên chiếc Galaxy S22 Ultra năm nay. Về cái mức độ hoàn thiện thì về cơ bản là ngon, bởi vì nó là flagship mà. Nhưng mà chính bởi vì nó là flagship nên là mình sẽ lại càng khó tính hơn. Ví dụ như là ở các khớp nối như là nút nguồn hay là nút tăng giảm lượng, nếu như mà các bạn để tay như này và các bạn di di một chút đấy, di di lên, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khớp nối này nó vẫn hơi bị lỏng một chút, các khớp nối nó vẫn chưa được khít chuẩn lắm. Mình chỉ ra như vậy là bởi đã có những mẫu máy nó làm tốt hơn rồi. Và nếu như mà anh em hỏi mình rằng là nó có ảnh hưởng đến trải nghiệm hay không thì mình xin được trả lời là không. Nhưng mà nếu mà Samsung làm tốt hơn thì anh em có sướng không, thì chắc chắn là sướng hơn rồi đúng không ạ? Còn về màn hình thì chất lượng hiển thị của nó phải gọi rằng là cực kỳ nghiện. Dynamic AMOLED 2X 120Hz, độ phân giải là 4K, mọi thứ, mọi chi tiết, màu sắc, hình ảnh nó cực kỳ là đẹp. Mà cái độ đẹp này thì đúng ra ấy, anh em sẽ cần phải cảm nhận với cả Android 12 thì nó mới đã được. Bởi vì ở trên Android 12 hay là trên One UI 4.1 ấy, nó sẽ cho phép anh em chọn bảng màu làm sao cho nó phù hợp với tông màu nền nhất. Mình chịu khó ngồi chọn cái hình nền mới đẹp đẹp một chút này, chọn tông màu nó phù hợp này. Trời ơi, mọi thứ nó thay đổi đúng theo cá tính của bạn luôn. Đấy, cái đẹp là nó phải biết thưởng, hưởng thụ. Và riêng xét về khoản tùy biến này thì mình thấy rằng là còn lâu iPhone nó mới bằng được so với cả Samsung hay là Android đúng không? Và cái màn hình của chiếc máy này nó cũng có độ sáng lên đến là 1750 nits. Ok, thực sự là mình không muốn nói quá lên về con số 1750 nits này đâu, bởi vì anh em phải hiểu rằng là cái con số nits ấy nó không tăng tỷ lệ 1 chia 1 với cả cái độ sáng mà mắt chúng ta cảm nhận. Tức là nếu như mà anh em đang sử dụng một cái màn hình có độ sáng là 500 nits thì độ sáng 1000 nits nó sẽ không gấp đôi cái độ sáng 500 nits đâu. Thực sự rất là khó để mà nói cái tỷ lệ chính xác là bao nhiêu, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái mắt của chúng ta cảm nhận nữa mà đúng không? Nhưng mà mình đoán ấy, cái độ sáng 1750 nits này thì nó sẽ đâu đó vào khoảng là sáng hơn 60 cho đến 70% so với cả những cái màn hình 500 nits phổ thông. Và cái sướng của mình khi mà sử dụng cái độ sáng 1750 nits này là gì? Thực tế không phải là con số max tối đa 1750 nits ở đâu, bởi vì chúng ta rất là ít khi sử dụng máy ở ngoài trời nắng rất là gắt đúng không? Mà cái khiến cho mình cảm thấy sung sướng ấy, đó chính là chỉ cần để nửa độ sáng thôi là đã cảm thấy rõ lắm rồi. Một cảm giác nó thoải mái, dư dả, không phải gắng lên để sáng. Nó sướng lắm. Đoạn này hơi điên tí định không nói nhưng mà thôi, cảm xúc cá nhân ấy mà. Đấy, cái cảm giác sử dụng. Ok, nói về cái điều gì sướng ấy thì đó chính là motor room. Năm nay Samsung thay đổi loại dung từ loại Z sang loại X. Nó không khác biệt quá nhiều đâu. Về bản chất công nghệ là nó vẫn như vậy. Nó chỉ khác nhau ở cái hướng dung mà thôi. Thay vì dung lên xuống như đời trước thì bây giờ nó sẽ dung ngang. Lý do là bởi cái bề ngang ấy, nó sẽ có diện tích thoải mái hơn, nên là lực dung của nó cũng sẽ mạnh và rất là thật. Đặc biệt khi mà anh em gõ phím hay là những cái phát dung nào kích hoạt bởi cái ngón tay của anh em ấy thì cảm giác nó sẽ thật hơn. Nó rung nhẹ nhàng nhưng mà nó lại rất là chắc chắn. Đấy. Tuy nhiên cũng chính bởi vì rung ngang này nên là khi mà anh em để máy trên bàn hay là khi mà anh em đút máy túi quần, nó rung ngang mà, nên là cái lực rung nó phản hồi lại, cái máy nó rung lên nó sẽ nhẹ đi. Và riêng cái con này này nó làm mình bị miss bao nhiêu cuộc gọi rồi, bởi vì cái lực rung của nó quá nhẹ. Riêng cái điểm này thì có thể khắc phục được bằng việc là anh em để cái nhạc chuông nó to to lên một chút. Đấy, nhưng mà được cái là cái cảm giác vuốt chạm nó sướng hơn là
Đã rồi, đúng không ạ? À, có một điều mà anh em sẽ phải lưu ý nữa, đó chính là cái motor room ấy, nó như là camera vậy. Phần cứng có xịn nhưng mà cái phần mềm nó sẽ phải tối ưu được cái phần cứng thì cái trải nghiệm sử dụng cuối cùng nó mới sung sướng được. Ví dụ như là chiếc S22 Ultra này nó bị độ trễ màn chập. Và khi mà mình muốn chụp liên tục để bắt khoảnh khắc ấy, thì cái máy nó bị lag giữa những cái lần bấm khi thao tác quá là nhanh. Và khi mà máy bị lag ấy, thì cái phản hồi rung nó bị dồn qua lần sau. Thành ra là bạn chả biết được rằng là cái rung nào là cho cái lần bấm nào. Thành ra là cái rung đấy nó cũng chẳng để làm cái gì cả. Và đây là một cái ví dụ cho thấy rằng là phần cứng xịn nhưng mà cái phần mềm nó vẫn chưa tối ưu được, thì kết quả cuối cùng sẽ có một vài trường hợp là anh em sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút. Rồi, chúng ta hãy nói về camera đi. Bây giờ flagship ấy là cứ phải bổ cái hệ thống camera ra thì chúng ta mới biết được rằng là cái con máy đó nó có xịn hay là không. Camera trước độ phân giải là 40 megapixel, hình ảnh cho ra nó rất là chi tiết, cảm giác hơi cả mặt một chút thay vì thật như là iPhone. Nhưng mà với một đứa lười dùng app filter như mình ấy, thì mình lại muốn nó cà cá một cách vừa phải như vậy. 4 camera sau với rất là nhiều lỗ, nhấn mạnh về khả năng zoom 100x. Khoan hãy nói về cái tính năng zoom mà cái điểm khiến cho mình cảm thấy thích nhất năm nay ấy, đó chính là profile màu giữa cam góc rộng và cam thường ấy, nó rất là đồng nhất với nhau. Mọi năm thì mình có một cái cảm giác đó chính là góc thường và góc rộng nó như kiểu là được chụp ra từ hai máy vậy. Nhưng mà năm nay màu sắc nó rất là đồng nhất. Màu banh nó y nguyên, hay là da mặt của con mình nó vẫn y nguyên, hay là cái banner tím nó vẫn y nguyên là như vậy. Và nó cho thấy rằng là Samsung đã cải thiện phần nào về phần mềm. Thậm chí rằng cái giải nhạy sáng của S22 Ultra nó còn tốt hơn so với cả iPhone 13 Pro Max một chút, khi mà cái vùng trở ở đây vẫn được Samsung giữ lại các gợn mây. Còn khả năng zoom thì Samsung luôn bá rồi. Mình thì không quan tâm lắm đến zoom 100x đâu, nhưng mà zoom vào khoảng là 30x đổ lại thì Samsung làm càng ngày càng tốt và nó hoàn toàn là zoom được. Thậm chí rằng là lên đến 100x nhiều khi nó vẫn còn zoom được cơ. Nó vẫn bệt, nhưng mà so với cả đời đầu thì rõ ràng là nó cải thiện hơn, thấy rõ rồi mà đúng không? Mà nói về điều gì cũng cải thiện ấy, đó chính là ở chế độ chụp portrait. Năm nay Samsung công bố tính năng chụp xóa phông AI Stereo Depth Mapping cho chế độ chụp portrait. Và Samsung có thể tự tin khẳng định rằng là nó thể bắt nét được những chi tiết nó siêu nhỏ như là sợi tóc luôn. Nghe sướng tai phết nhở. Thực tế cho thấy rằng Samsung cũng đã làm rất là tốt. Nhìn sợi tóc của bé bơ này, xóa, nó xóa nuột chưa? Hay là ảnh này, vùng xóa phông nó rất là mềm mại và tự nhiên. Nhưng mà với các bạn thì mình thấy rằng là iPhone nó cũng làm tốt được tương tự. Thậm chí rằng là màu trên iPhone nó còn thật hơn cơ. Còn S22 Ultra ấy, chụp xóa phông ảnh nó kiểu như là nó hơi fancy. Nó không còn thật nữa, nó bị đẩy tông lên nhìn hơi giả giả ấy. Đó, trong khi thì iPhone nó vẫn giữ lại được chi tiết. Ví dụ như là cái lớp váy của vợ mình này, nó vẫn gợn lên những cái sợi vải. Đó. Về chụp đêm thì S22 Ultra nó sẽ cho một cái bức ảnh nó đẩy sáng tốt hơn trong khi nó vẫn giữ lại được chi tiết. Nhưng mà ảnh cho ra từ iPhone ấy, nó mang lại đúng cảm xúc của một cái bức ảnh vào ban đêm. Cái này thì tùy thuộc vào gu của anh em thôi. Về quay video thì iPhone nó vẫn làm tốt nhất hiện nay, độ chi tiết cao hơn. Nhìn áo bé bơ nhá, nó vẫn có những lớp texture của vải này. Còn S2 Ultra nó đã bị bệt đi và chi tiết nó kém hơn một chút. Tổng quan lại thì thuật toán của iPhone nó luôn rất là thật, chụp gì cũng thấy thật. Còn Galaxy S22 Ultra ấy, nó sẽ có những cái không thật, có những cái nó lại thật. Nhưng mà tổng thể bạn sẽ lại có một cái bức ảnh chụp lên là đẹp. Về S Pen thì nó sẽ sử dụng AI để mà nhận diện là cái điểm nào mà bạn chuẩn bị chạm vào. Và khi mà chạm thật ấy, thì cái mực nó cứ thế nó tuôn ra. Và bây giờ thì mình nghĩ nhá, dù S Pen nó có tốt hay là không tốt, dù các bạn có nghĩ rằng nó có thiết thực hay là không thiết thực ấy, thì mình thấy rằng là chúng ta cũng không thể chê được điều gì của Samsung. Và chúng ta phải khen Samsung, bởi vì rõ ràng là Samsung không hề hy sinh đi bất kỳ một điểm nào để mà gắn một cái cây bút S Pen với nhiều tính năng cực kỳ xịn sò vào đây. Viên pin vẫn 5000 mAh, thời gian sử dụng vẫn tương đồng so với cả S21 Ultra năm ngoài đấy thôi. Đấy là năm nay chúng ta có con chip mạnh hơn là Snapdragon 8 Gen 1 nha, màn hình sáng hơn nha, mà cái thời lượng pin nó vẫn rất là tốt. Mình không bao giờ dùng hết nó trong vòng một ngày và thông thường sẽ còn vào khoảng là 30% trước giờ đi ngủ. Và nói chung thì mình thấy rằng là năm nay Galaxy S22 Ultra nó có rất là nhiều những cải thiện liên quan đến phần mềm. Ví dụ như chụp ảnh nó đồng nhất hơn, portrait ngon hơn, pin như vậy cũng có thể coi là cải thiện rồi. Và tất cả những điều đó, tất cả những thứ liên quan đến phần mềm ấy, thì mình nghĩ rằng nó một phần lớn đến từ con chip Snapdragon 8 Gen 1. Nói thật với cả anh em ấy, mình cũng không quan tâm lắm đến cái vụ là con chip này nó bị giảm xung đâu. Bởi vì có mỗi game gây trị impact nó bị tác động bởi việc đó, chứ đối với cả những tựa game khác, ví dụ như LOL hay là PUBG nó vẫn chơi ngon mà, thì đâu đáng để mà bàn đến ở đây đúng không? Nói chung rằng là một con chip ấy, nó không chỉ đơn giản là games, mà nó cũng sẽ tác động rất là nhiều những thứ liên quan đến tối ưu thuật toán này, phần mềm này. Nó thể làm ảnh trông ngon hơn, pin tốt hơn này. Và đó mới là thứ mà chúng ta cần. Đó mới là cái giá trị của con chip Snapdragon 8 Gen 1 này, chứ không phải là thấy nó bị giảm hiệu năng rồi chê lên chê xuống nó đâu. Đó là quan điểm của mình. Ok,
Dù gì đi nữa thì chúng ta vẫn phải đến với cả cái câu hỏi cuối cùng, đó chính là chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra này nó có đáng tiền hay không? Một câu hỏi kinh điển khi mà chúng ta đi mua flagship đúng không? Thì năm ngoái mình thấy rằng là chiếc S21 Ultra ấy, nó không đáng mua lắm đâu, bởi vì cái khoảng cách của nó so với cả cái dòng S21 thường và S21 Plus ấy, nó không quá nhiều, mà nó chỉ khác biệt ở cái zoom mà thôi, chứ còn mọi thứ thì mình thấy rằng là S21 Plus ở giữa nó là một chiếc máy đáng mua hơn xét về mặt tổng thể. Nhưng mà năm nay chiếc S21 Ultra nó đích thị là một chiếc flagship với rất là nhiều những điểm khác biệt so với cả những dòng còn lại. Thiết kế của nó fancy hơn, màn hình nó lớn hơn, sắc nét hơn, camera được bổ sung thêm rất là nhiều tinh chỉnh, lại còn có cái bút S Pen, thì rõ ràng bấy nhiêu lý do thôi là đã đủ khiến cho chiếc S21 Ultra này nó là một chiếc flagship thực sự. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà ở trên công ty mình đã có hai người đổi từ iPhone 13 Pro Max sang chiếc S21 Ultra này. Còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy cùng comment ở phía dưới nhé. Và ok, hy vọng rằng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Và nếu như mà anh em cảm thấy nó hữu ích thì hãy subscribe channel để mình hướng đến cột mốc nho nhỏ là 100.000 sub nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.